là vậy, nó vào nó bắt em viết bài tường trình, em không chịu viết. Thế là sau một thời gian căng co với nó, thế là em cũng viết. Em viết là em và chồng tôi đang đi trên đường thì có một nhóm 5-6 người bắt tôi vào đây và bắt tôi viết bài tường trình. Tôi không biết viết cái gì cả. Lúc đó chồng tôi vào thì tôi yêu cầu cho gặp chồng tôi và con tôi xem có an toàn không, rồi nó không cho, nó không cho gặp. À, sau đó là có một cái ông thấp, ông ấy lùn lùn, ông mặt ông này hung dữ, ông ấy bảo em không chịu ký thì ông ấy sẽ ép em. Bây giờ em vân tay thấy em xe đây, ông ấy sẽ vân tay, ông ấy bắt em phải lăn vân tay. Thế là trong cái phòng đó thì có 5-6 người đã ép em mà lăn vân tay rồi. Là lần đầu tiên mình livestream, mình đang đi đòi chú mình, đòi em của con dâu của chú mình, tức là em họ mình. Đang ở phường 8 quận Gò Vấp. Công an bắt cóc nó, tức là một đám mặc thường phục bắt cóc nó khi nó còn bé con, nó chưa đầy 2 tuổi. Đang tuổi bú. Mà bây giờ họ đang đóng cửa không cho cả bố cả mẹ cả con vào. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Yêu cầu thả người. Thả người. Yêu cầu thả người. Thả người. Yêu cầu thả người. Thả người. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản lối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Không thể nhanh nữa, nó kéo quân đến đây nữa thì này. À vô đi. Không có một cái chế độ nào mà bắt giữ một người phụ nữ đang nuôi con nhỏ, không có một cái gì, không vi phạm luật pháp gì cả. Họ không có làm một cái gì vi phạm pháp luật cả. Không có một thứ này nền pháp luật nào mà nó không phạm. Vài cái tờ biểu ngữ nó trưng lên, nó thương bố chồng nó yêu cầu trả thẻ bố chồng nó chứ làm gì đâu. Vấn đề là biểu ngữ không có vi phạm pháp luật. Thì đó, không có cái luật nào cấm luôn á. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Yêu cầu thả người. Yêu cầu thả người. 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 Thả người. Châu. Mình nghe được. Nghe được đấy, nghe được. Rồi nghe được. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối.
Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Yêu cầu thả người. Yêu cầu thả người. 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 Thả người. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Em nghe anh. Chú ơi, cho bé gặp bố chú. Gặp bé chú. Nó dạ man thật, con bé nó mới có tí tuổi này mà nó... Cho con, nó vào gặp mẹ nó đi. Không, không biết. Toàn này anh nhỏ đúng ra là biết nó sống mà đang hay không. Mẹ, mày vợ mày nó có bị đằng sau ở đây, mày cứ để đây luôn, mày khỏi đem về luôn. Nó có chết trong này, cứ để im trong này luôn, khỏi đem về. Thì đã yêu cầu cho thằng Hiếu vào rồi, yêu cầu thằng Hiếu vào để gặp vợ nó với cho con nó bú rồi. Mà bọn này nó vẫn không chịu. Đó là đây kìa phải không? Đó là đây, xoan đó là đây. Quay phim đi. Có phải nó không? Đúng rồi, đó, xoan đó. Xoan đâu, xoan đâu? Biết là có nội gì không, trong không, có kỵ gì. Xoan đó đây rồi anh. Có cầm điện thoại ra không? Nó phải trẻ hai cái điện thoại. Lại điện thoại. Điện thoại đâu em? Lại điện thoại. Điện thoại em không đem đi. Không, điện thoại của anh. Nó lại điện thoại của anh. Trả điện thoại mới về, còn không trả điện thoại về. Đó, con giữ cái đen đập. Đó, cái thằng áo đen đó. Thằng đen đó, thằng đập. Đập anh hả? Ừ, thằng đó. Thằng đó. Nó có đừng với con anh con tắm. Bây giờ cứ đòi điện thoại này không về. Lúc thế này anh bông con lên. Bây giờ không có thì do trong kia đòi điện thoại bằng được thì mới về. Phải trả tài sản. Trả lại tài sản. Trả lại tài sản. Trả lại tài sản. Ăn cướp à? Muốn ăn cướp điện thoại của người ta hả? Trả lại tài sản này. Phản đối công an. Mày sẽ đứng ở đây lấy cái điện thoại đừng với mày. Không phải không đen, nhất định lấy cái điện thoại với mày. Cứ đứng yên trong đây lấy được cái điện thoại với mày. Vâng, các bạn thấy ăn cướp à? Không có thì đi vô trong kia đời. Yêu cầu trả tài sản. Trả tài sản cho người ta đi. Cái trả điện thoại cho tôi đi. Trả điện thoại với mày, còn không thì nói cứ đứng im trong đấy cho tao. Mẹ tụi mày. Sao lấy cái công an ăn cướp hả? Công an ăn cướp điện thoại hả? Lấy điện thoại về. Quay cái mặt thằng áo đen đấy, đưa lên mạng. Chụp đi, chụp cái này, chụp thằng áo đen, thằng áo đen. Quay cái thằng áo đen đưa lên mạng cho tao. Ờ nó đánh em bồng con bé luôn mà nó đánh luôn á, 76 đến 7 thằng đánh em bồng con bé đó. Áo đen này có thẻ sao? Nó có tên thẻ gì không? Con mẹ đâu, nó mặc đồ bình thường này. Bây giờ cứ đòi bằng được cái điện thoại thì thôi, cứ nói là công an ăn cướp điện thoại. Ở trong đồn công an là công an ăn cướp. Đem bé đi thăm bẩn luôn. Bây giờ cứ hô công an ăn cướp điện thoại. Mẹ thằng nào thằng lấy nhẹ ra. Trả điện thoại về. Đánh người không lý do là phải yêu cầu trả lại tài sản. Mày cứ đi vô trong đấy mày ngồi tiếp tao. Đòi điện thoại mới đi ra. Mở cho vào luôn này. Đừng có kéo kệ nó. Mẹ, cái này là quyền nhân dân chứ của các ông khỏa làm gì? Mẹ đồ công an mà đi ăn cướp điện thoại à? Vậy thì bảo vệ người dân làm cái gì? Tháo mẹ cái áo ra rồi, cởi mẹ cái áo ra rồi. Cướp của dân hút bao giờ còn cướp điện thoại trên tay người ta hả? Cướp tài sản trước mặt người ta hả? Bắt cóc phụ nữ và trẻ em hả?
Mặc cái áo mà bảo vệ công quyền mà. iPhone, điện thoại gì? iPhone hay là gì? Apple. Không nghe. Nó sợ mình quay được. Mình sợ, nó sợ mình quay được cái gì của nó. Bây giờ mày cứ do mày ho là công an đang cướp điện thoại cho tao. Ở trong đồn công an mà công an đang cướp điện thoại. Mặc áo công quyền mà đi cướp điện thoại của dân à? Cái này thằng nào cướp tài sản của anh? thấy anh viết bài mạnh lắm. Này, đưa đi. Yêu cầu trả tài sản. Mày cứ cho mày đòi bằng được cái điện thoại đi về. Còn không mà tao cứ cái gì? Chồng trả ngay bây giờ. Vào cho mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Tụi nó bắt tiếp rồi. Tụi tôi không vô đâu, cho mình chồng ấy vô thôi. Cứ mở cửa cho mình chồng ấy vô. Tụi tôi không vô. Mình chồng ấy vô. Tụi tôi không có lừa nọc như mấy ông đâu. Cho một người vô là một người vô. Có ngu gì cho một người mà cả chạy vô mà chết phải không à? Bên trong nó một người có nhận tài sản mà sao không mở cửa? Đúng quy tắc. Bây giờ cứ vô đi đó. Đắp đắng. Bắt người nó thiếu văn minh, bắt trước mặt trẻ em, bắt trước, giật nó trước tay con. Người ta đi in cái biểu ngữ đấy, có phạm pháp đâu, nếu mà phạm pháp thì bắt nó làm gì. In cái gì cũng thế chứ, nói chung là vô nhân đạo. Vậy là thiếu mà nó không có. Không có mẹ nó không ngủ được luôn. Giờ này nó do cho bố người ta chứ có cái gì đâu mà phải bắt. Tội nghiệp cho này, không có mẹ nó không ngủ được. Để làm thì làm đúng luật chứ làm mà chẳng thấy đúng luật tí nào hết. Đưa luật ra mà đéo gì đúng luật. Bắt ông nó chưa đã rồi lại bây giờ là bắt cả mẹ nó. Bắt mẹ nó cho mình không có luật. Vô nhân tính. Đó, có, ngay cái phường này. Cái gì chứ đặc biệt phải được. Đây có phải trụ sở phường không nhỉ? Công an phường. Đây là lần đầu tiên mình livestream, mình đang đi đòi chú mình, đòi em của con dâu của chú mình, tức là em họ mình. Đang ở phường 8 quận Gò Vấp. Công an bắt cóc nó, tức là một đám mặc thường phục bắt cóc nó khi nó còn bé con, nó chưa đầy 2 tuổi. Đang còn đến tuổi đang tuổi bú. Chưa đồng ý.
mà bây giờ họ đang đóng cửa không cho cả bố cả mẹ cả con vào. Quay bao giờ dám tung lên mạng nào, quay xong về lại xóa. À, bọn âm binh. Quay làm gì, âm binh đủ đinh. Quay xóa làm gì. Cái thằng áo đen cũng lạnh đánh em. Yêu cầu công an thả người. Cho bé và gặp mẹ đó đi ạ. Nhờ mở cửa cho. Yêu cầu cho bé gặp mẹ. Yêu cầu cho bé gặp mẹ. Bây giờ đang chờ ai nữa? Con người ta đến. Người chết em luôn. Yêu cầu thả người. Phản đối bắt người chết em luôn. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối bắt người chết em luôn. Yêu cầu thả người. Yêu cầu thả người. Phản đối. Phản đối bắt người chết em luôn. Phản đối. Phản đối bắt người chết em luôn. Phản đối. Phản đối bắt người chết em luôn. Phản đối. Yêu cầu thả người. 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 Thả người. Bắt gì mà này một đứa luật ra mà đất làm đúng luật gì hết. Con người ta đi in cái photo nó yêu cầu từ bố nó chồng nó bắt nó trái pháp luật nó có cái gì đâu. Cái nội dung biểu ngữ có cái gì mà sai pháp luật đâu. Không có cái gì hết. Mẹ sợ quá đến tờ cái biểu ngữ như vậy à? Nó biểu ngữ nó còn thường thôi. Biểu ngữ nó có cái gì đâu. Bắt bố nó mà nó mới có biểu ngữ là mày. Biểu ngữ đi bắt một người mẹ mà một đứa con thơ như vậy. Chú ơi, Trình chị Huy chưa cho chồng con người ta vô gặp gì chú. Trình gì lâu quá vậy? Nãy giờ hết 5-60 phút rồi. Mẹ có là mẹ không trả lời cho người ta nha. Phải cho con bé nó chờ mẹ đã nãy giờ nè. Yêu cầu cho bé gặp mẹ.
Mấy chú ở đây là buồn nhìn thấy tượng đá. Ủa, không có ai vô trình chỉ huy nãy giờ. Người ta không có con, người ta không có cháu. Cái đôi đít của người ta nó bịt rồi. Các chú có được nhìn thấy có đứa trẻ con này nó tha mẹ nó rồi, bắt giữ mẹ nó, các chú nhìn lại xem. Bây giờ này nó vẫn chưa ngủ được. Các anh có nhìn đến như được không? Cái lương tâm của anh, bây giờ các anh nhìn nhận lại xem nào. Còn một chút lương tâm nào không? Con người ta này mới có tuổi đầu này, nhìn này, nó còn thiếu dinh dưỡng nữa. Kệ nó. Chế độ bạo chúa này nó tạo nên những cái tên tởm lợm này. Yêu cầu cho bé gặp mẹ. Làm gì mà tìm lâu rồi bác? Phản đối! Phản đối bắt người trái pháp luật! Phản đối! Phản đối bắt người trái pháp luật! Phản đối! Yêu cầu thả người! Thả người! Yêu cầu thả người! Thả người! Yêu cầu thả người! Thả người! Phản đối bắt người trái pháp luật! Phản đối! Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản lối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Không thể nhan nữa, nó kéo quân đến đây nữa thì. À vô đi. Không có một cái chế độ nào mà bắt giữ một người phụ nữ đang nuôi con nhỏ, không có một cái gì là không vi phạm luật pháp gì cả. Họ không có làm một cái gì vi phạm pháp luật cả. Không có một thứ nền pháp luật nào mà nó không phạm. Cái tờ biểu ngữ nó trưng lên nó thương bố chồng nó yêu cầu trả thẻ bố chồng nó chứ làm gì đâu. Vấn đề là biểu ngữ không có vi phạm pháp luật. Thì đó, không có cái luật nào cấm luôn á. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Yêu cầu thả người. Yêu cầu thả người. 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 Thả người. Châu. Mình không kêu bé xó cũng nghe được. Xoan nghe được đấy, nghe được. Dội nghe được. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản
Phản đối công an. Cho cầm vô gặp đi. Thì đúng rồi đấy nè. Chồng đây nè, chồng đây. Rồi giờ sao rồi? Đang được. Chưa đang được. Đó chồng vô anh ơi. Em vào cho anh đi cùng được nữa không? Thêm một người nữa đi cùng đi. Anh này là hai anh em mà. Hai anh em vô đi. Anh không được tốt, anh phải có người đi cùng. Giữ điện thoại nha, giữ liên lạc nha. Bắt người nó thiếu văn minh, bắt trước mặt trẻ em, bắt trước giật nó trước tay. Mà người ta đi in cái biểu ngữ đấy có phạm pháp đâu. Nếu mà phạm pháp thì bắt nói làm gì? In cái gì thế? Mà giờ này là mấy giờ rồi mà còn giữ người? Vô nhân đạo. Vậy là thiếu mà nó không có. Tội nghiệp con bé chứ không có mẹ nó không ngủ được luôn, giờ này mà còn không ngủ được. Tội nghiệp chứ này, không có mẹ nó không ngủ được. Làm thì làm đúng luật chứ làm mà chẳng thấy đúng luật chứ nào. Bắt giữ một người phụ nữ đang nuôi con nhỏ, câu lưu đến giờ này chưa thả. Bắt ông nó chưa đã, bắt cả mẹ nó. Bắt mẹ nó chứ không có một cái vô nhân tính. Không mẹ nó. Này mới lên khốn nạn thiệt đấy nha. Đây có phải thủ sở phường không nhỉ? Đúng rồi. Không có biển. Không, chúng tôi đang đứng ở cổng công an phường 8 quận Gò Vấp. Cái tre nó camera chứ mắc gì. Mình đến đây mình đúng thế thôi, chứ bắt đâu có vợ người ta ở trong đấy. Vâng, chúng tôi đang hỏi về tình hình của Red Swan, con trai của anh Lê Đình Lượng. Ở đây là con trai của anh Lê Đình Lượng và cháu nội, con gái của Red Swan. Cái con người ta vâng. Còn ú nữa chứ đâu phải là không đâu. Bán lương tâm nó. Chúng tôi đang yêu cầu là cho bé này vào gặp mẹ nó để mẹ nó cho bú. Nhưng họ chưa đồng ý cho mà vào. Mà bây giờ họ đang đóng cửa không cho cả bố cả mẹ cả con vào. Góc kia là có mấy an ninh. Quay bao nhiêu đám tung lên mạng rồi quay xong về mới xóa. Có mấy an ninh đang quay. Đây có ba anh đẹp trai đang quay mọi người quay lén. Sao từ xa lén lúc làm việc mở ám xấu xa tồi tệ đồi bại quá nên đâu có đứng trực tiếp quay đâu, phải đứng từ xa quay. Không để biết thôi. Chụp đi, ai chụp được thì chụp đi, tại vì cái máy này nó không có flash, nó tối. Ê, sao mình thiết kế cái điện thoại cột cái cổ nó giật mắt lại. Thì
hiện tại chúng tôi có khoảng 20 người. Nếu anh chị em ở gần đây tới hỗ trợ tiếp thì có thể tới công an phường 8 chỗ đường cây châm. Yêu cầu công an thả người. Cho cháu bé vào gặp mẹ nó đi ạ. Nhờ mở cửa cho. Yêu cầu cho bé gặp mẹ. Cứ nhẹ nhàng. Yêu cầu cho mẹ bé gặp mẹ. Những người nhà đâu, những gia đình đâu. Yêu cầu vào gặp thân nhân, gặp gia đình đi. Gặp người nhà. Bây giờ đang chờ ai nữa? Chị thả người, bắt người chế phép luôn. Yêu cầu thả người. Phản đối bắt người chế phép luôn. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối bắt người chế phép luôn. Góc xa kia là những an ninh mặc thường phục đang giơ máy quay. Này các bạn có thể nhìn thấy cháu bé, con gái của Rê Soan, mẹ cháu đang bị bắt giữ tại công an phường 8. Phản đối bắt người chế phép luôn. Phản đối. Phản đối bắt người chế phép luôn. Phản đối. Phản đối bắt người chế phép luôn. Phản đối. Phản đối bắt người chế phép luôn. Phản đối. Yêu cầu thả người. 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 Thả người. Vâng, anh chị em ở gần khu vực phường 8, quận Gò Vấp đã hỗ trợ anh chị em tới thêm nữa để đòi người. Và đêm nay thì con người ta đi in cái photo, nó yêu cầu từ bố, nó chồng nó bắt trái pháp luật, nó có cái gì đâu. Cái nội dung cái biểu ngữ có cái gì mà sai pháp luật đâu, không có cái gì hết. Mẹ sợ quá đến tự tờ cái biểu ngữ như vậy à. Nó biểu ngữ nó còn thường thôi. Biểu ngữ nó có cái gì đâu. Bắt bố nó mà bố nó có quyền nó chứng ý kiến em. Có cả phụ nữ và ba thân niên. Chú ơi, Trần Thị Huy chưa cho chồng con người ta vô gặp chị chú. Trần Thị Lan quá rồi, nãy giờ là hết 5-10 phút rồi. Bé con đêm nó nhớ mẹ, nó nhớ mẹ, nó đâu có ngủ được đâu. Yêu cầu cho bé gặp mẹ. Người ta không có con, người ta không có cháu. Cái nỗi đích của người ta nó bịt rồi. Các chú có thể nhìn thấy có đứa trẻ con này nó xa mẹ nó, bây giờ bắt giữ mẹ nó, các chú nhìn lại xem nào. Cái hình ảnh này các chú có nhìn thấy, các anh có nhìn thấy được không? Cái lương tâm của các anh bây giờ, các anh nhìn nhận lại xem nào. Còn một chút lương tâm nào không? Con người ta này mới có tuổi đầu này. Nhìn này, nó còn thiếu dinh dưỡng nữa. Cẩn thận nhé, nó đi cửa kia, cổng kia nó ập từ cổng kia vô đấy. Thể che nó chứ. Kệ nó. Chế độ tạo chúa này tạo lên một tên tẩm lợn. Yêu cầu cho bé gặp mẹ. Làm gì mà tình lâu rồi bác? Yêu cầu thả người.
Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Yêu cầu thả người. Thả người. Yêu cầu thả người. Thả người. Yêu cầu thả người. Thả người. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Không có một cái chế độ nào mà bắt giữ một người phụ nữ đang nuôi con nhỏ mà không có một cái không vi phạm luật pháp cái gì cả. Họ không có làm một cái gì vi phạm pháp luật cả. Không có một thứ nền pháp luật nào mà nó khốn nạn như thế này. Cái tờ biểu ngữ nó trưng lên nó thương bố chồng nó yêu cầu trả thẻ bố chồng nó chứ làm gì đâu. Vấn đề là biểu ngữ không có vi phạm pháp luật. Thì đó, không có cái luật nào cấm luôn á. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Yêu cầu thả người. Yêu cầu thả người. 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 Thả người. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Em nghe anh. Chú ơi, cho bé gặp bố chú. Cho bé gặp chú. Nó dạ man thật, con bé nó mới có tí tuổi này mà nó cho con nó bảo gặp mẹ nó đi. Không, không biết. Toàn này anh em đúng ra là biết nó sống mà ra nó không. Mày vợ mày nó có bị đằng sau ở đây, mày cứ để đây luôn, mày khỏi đem về luôn. Nó có chết trong này, cứ để im trong này luôn, khỏi đem về. Thì đã yêu cầu cho thằng Hiếu vào rồi, yêu cầu thằng Hiếu vào để gặp vợ nó với cho con nó bú rồi. Mà bọn này nó vẫn không chịu. Đó là đây, nghe phải không? Đó là đây, cho nó là đây. Quay phim đi. Có phải nó không? Đâu, Xoan đâu? Biết là có nội gì không, trong không, Xoan nó lên rồi anh. Có cầm điện thoại ra không? Nó phải trả hai cái điện thoại. Trả điện thoại. Điện thoại đâu em? Lại điện thoại. Không, điện thoại của anh, nó lại điện thoại của anh. Trả điện thoại mới về, còn không trả điện thoại về. Đó, con giữ cái đen đập. Đó, cái thằng áo đen đó. Thằng đen đó, thằng đập. Đập anh hả? Ừ, thằng đó, thằng đó. Nó có đừng với con đập. Bây giờ cứ đòi điện thoại này không về. Lúc thế này anh bông con là... Bây giờ không có thì cho trong kia đòi điện thoại bằng được thì mới về. Phải trả tài sản. Trả lại tài sản. Trả lại tài sản. Trả lại tài sản. Ăn cướp à? Muốn ăn cướp điện thoại của người ta hả?
Trả lại tài sản đây. Đây. Phản đối công an. Mày cứ đứng ở đây lấy cái điện thoại đừng với mày. Không phải không ra tiếp tục lấy cái điện thoại với mày. Cứ đứng yên chỗ này lấy cái điện thoại với mày. Vâng, các bạn thấy em cướp à? Không có thì đi vô trong kia rồi. Yêu cầu trả tài sản. Trả tài sản cho người ta đi. Cái trả điện thoại cho tôi đi. Trả điện thoại với mày, còn không thì nói cứ đứng im trong đấy cho tao. Mẹ tụi mày. Sao lấy cái... Công an ăn cướp hả? Công an ăn cướp điện thoại hả? Lấy điện thoại baby. Quay cái mặt thằng áo đen đấy, đưa lên mạng. Chụp đi, chụp. Cái này, thằng áo đen, thằng áo đen. Quay cái thằng áo đen đưa lên mạng cho tao. Đánh anh à? Ừ, nó đánh. Em bông. Em bồng con bé luôn mà nó đánh luôn á. 7-6 đến 7 thằng đánh em. Em bồng con bé đó. Áo đen này có thẻo. Sao? Có con mẹ đâu, nó mặc đồ bình thường này. Bây giờ cứ đòi bằng được cái điện thoại thì thôi. Cứ nói là công an ăn cướp điện thoại. Ở trong đồn công an là công an ăn cướp. Đem đứa đi khám bệnh luôn. Đem bé đi khám bệnh luôn. Bây giờ cứ hô công an ăn cướp điện thoại. Đem bé đi khám bệnh luôn. Mẹ thằng nào lấy thì thằng lấy nhà ra. Trả điện thoại đi. Đánh người không lý do là phải yêu cầu trả lại tài sản. Mày cứ đi vô trong đấy mày ngồi tiếp tao. Đòi điện thoại mới đi ra. Đừng có kéo kệ nó. Mẹ, cái này là quyền nhân dân chứ của các ông khỏa làm gì. Mẹ đâu công an mà đi ăn cướp điện thoại à? Vậy thì bảo vệ người dân làm cái gì? Tháo mẹ cái áo ra rồi, cởi mẹ cái áo ra rồi. Mặc cái áo mà bảo vệ công quyền mà. Đừng có kéo. 5-6 thằng côn đồ đi bắt cóc một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ con đâu làm. iPhone, điện thoại gì? iPhone hay là gì? Apple. Kéo mẹ kéo đi. Nó sợ mình quay được. Mình sợ, nó sợ mình quay được cái gì của nó. Bây giờ mày cứ vô mày hô là công an đang cướp điện thoại cho tao. Ở trong đồn công an mà công an đang cướp điện thoại. Mặc áo công quyền mày đi cướp điện thoại của dân à? Mày cứ vô mày đòi bằng được cái điện thoại đi về. Còn không mà tôi cứ ngồi. Tụi tôi ngồi ở này à? Cái gì? Chồng trả bà ngay bà bây giờ. Vào nhận mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Tệ nó bắt tiếp rồi. Tụi tôi không vô đâu, cho mình chồng ấy vô thôi. Cứ mở cửa cho mình chồng ấy vô. Tụi tôi không vô. Mình chồng ấy vô. Tụi tôi không có lừa nọc như mấy ông đâu. Cho một người vô là một người vô. Có ngu gì cho một người mà cả chạy vô mà chết phải không à? Bên trong nó một người có nhận tài sản mà sao không mở cửa? Đúng quy tắc. Bây giờ cứ vô đi đó. Em đắn. Mày vô đi, mở cửa ra. Tại sao mà chốc bố? Bây giờ tao không điện thoại với tao nói đâu.
đen đen mà mặt nhìn giống như cây. Đây là công an phường 8 quận Gò Vấp ở đường Cây Trâm. Được rồi, thả mở cửa cho mẹ nó về. Rồi, chúng tôi đã đòi được người bé Resan. Vâng, trong đồn thì họ có bắt em phải ký biên bản hay là làm cái gì không? Nó bảo em ký, em không ký, nó ép em phải lăn vân tay, nó đè em, hai ba thằng nó đè tay em, nó bắt em phải ấy vân tay. Nó đè chứ không phải bắt. Nó nghĩa là ép em ấy vân tay. Em không ký nhưng mà là hai ba thằng vào và mà một cái ông nữa, ông ấy dọa cái biểu ngữ, cái biểu ngữ em in nội dung luôn. Ông ấy không dọa. Đây, ok, em đây, ông hồng năm tay đứng em. Lại cho sáng tí. Đây, vâng. Cái nội dung biểu ngữ thì em in có nội dung gì nó vi phạm pháp luật không? Dạ không, chung là khi mà bắt đầu đi vào thì nó bảo em là bây giờ là phải viết bản tường trình. Em bảo, nó bảo em là phải viết bản tường trình thì em cũng viết như em thấy. Em bảo là tôi và chồng tôi đang đi trên đường, tự dưng có 3, 4, 5 thằng nó bắt em về đây và nó viết em bản tường trình, bắt em viết bản tường trình. Nhưng mà em không biết em viết cái gì, em không biết em vi phạm cái gì. Trong bản tường trình em viết như vậy. Thế là sau một hồi thì nó... Nó có thư bị thu biểu ngữ không? Nói chung nó thu rồi, nó thu biểu ngữ lại rồi. Sau một hồi thì trong lúc mà em chống cự, em không chịu lập biên bản thì có một cái ông ấy vào, ông ấy đe dọa em, ông ấy nắm tay em. Ông ấy bắt em phải lăn, gọi là ông ấy bắt em phải lăn tay. Như vậy đó. Và trong đồn có bị đánh hay là bị... Không có bị đánh, không có bị gì hết. Như là bây giờ là nó có cho ăn uống từ chiều giờ, nó có cho ăn uống từ được. Lúc em bị bắt tới giờ là 7 giờ, cho tới bây giờ là em cũng có nói là con em đang bị, em con em đang còn nhỏ, nó đang cần bú mẹ, em cũng chưa ăn uống gì hết, và con em bây giờ từ lúc chiều đi học về nó cũng chưa được bú mẹ, nhưng mà nó không cho em về. Ok rồi, cảm ơn em. Vâng, đây thưa với các bạn, tôi đã tiếp cận được với Ren Soan, người đã bị bắt giữ chiều hôm nay một cách trái pháp luật. Công an phường 8, quận Gò Vấp đã bắt giữ người trái pháp luật và chúng tôi, anh chị em chúng tôi đến đòi người và đã đòi được người ra. Bây giờ chúng tôi phải về và tôi dừng lại cái livestream này ở đây. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Lại điện thoại về. Em đồng anh thì có chừng thẻ hay gì không? Hả? Em
quay cái mặt thằng áo đen đi, đưa lên mạng. Chụp đi, chụp. Cái này chụp quay hình. Thằng áo đen, đưa thằng áo đen. Quay cái thằng áo đen, đưa lên mạng, xem nào. Ờ nó đánh. Em bông. Em bồng con bé luôn mà nó đánh luôn á. 76 đến 7 thằng đánh em. Em bồng con bé đó. Sao? Không có mẹ đâu, nó mặc đồ bình thường. Bây giờ cứ đòi bằng được cái điện thoại thì thôi, cứ nói là công an ăn cướp điện thoại. Ở trong đồn công an là công an ăn cướp. Bây giờ cứ hô công an ăn cướp điện thoại. Mẹ thằng nào lấy thằng lấy nhẹ ra. Trả điện thoại rồi. Đánh người không lý do là phải yêu cầu trả lại tài sản. Mày cứ đi vô trong đấy mày ngồi tiếp tao. Đòi điện thoại mới đi ra. Đừng có kéo kệ nó. Mẹ cái này là quyền nhân dân chứ của các ông khỏa làm gì. Mẹ đâu công an mà đi ăn cướp điện thoại à? Vậy thì bảo vệ người dân làm cái gì? Tháo mẹ cái áo ra rồi, cởi mẹ cái áo ra rồi. Mặc cái áo mà bảo vệ công quyền mà. iPhone, điện thoại gì? iPhone hay là gì? Apple. Nó không nghe. Nó sợ mình quay được. Mình sợ, nó sợ mình quay được cái gì của nó. Bây giờ mày cứ do mày hô là công an đang cướp điện thoại cho tao. Ở trong đồn công an mà công an đang cướp điện thoại. Mặc áo công quyền mà đi cướp điện thoại của dân à? Thằng nào đánh anh? Thằng nào? Cái này là đỏ vấn đề trẻ. Thằng nào cướp tài sản của anh? thấy anh viết bài mạnh lắm. Này, yêu cầu trả điện thoại. Trả tài sản. Mày cứ vô mày đòi bằng được cái điện thoại đi về. Còn không mà thôi cứ ngồi. Tụi tao ngồi này à? Cái gì? Chồng trả bà ngay bà bây giờ. Mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Tệ nó bắt tiếp rồi. Tụi tao không vô đâu, cho mình chồng nó vô thôi. Cứ mở cửa cho mình chồng nó vô. Tụi tao không vô. Mình chồng nó vô. Tụi tôi không có lừa nọc như mấy ông đâu. Cho một người vô là một người vô. Có ngu gì cho một người mà cả chạy vô mà chết phải không à? Bên trong nó một người có nhận tài sản mà sao không mở cửa? Đúng quy tắc. Bây giờ cứ vô đi đó. Chấm đắng. Con người ta đến người chết em luôn. Yêu cầu thả người. Phản đối bắt người chết em luôn. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối bắt người chết em luôn. Yêu cầu thả người. Yêu cầu thả người.
người chết em luôn. Phản đối. Phản đối bắt người chết em luôn. Phản đối. Phản đối bắt người chết em luôn. Phản đối. Phản đối bắt người chết em luôn. Phản đối. Yêu cầu thả người. 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 Thả người. Bắt gì mà này một đưa một ra mà đất làm đúng một gì hết. Con người ta đi in cái photo nó yêu cầu từ bố nó chồng nó bắt nó trái pháp luật có cái gì đâu. Cái nội dung biểu ngữ có cái gì mà sai pháp luật đâu. Không có cái gì hết. Mẹ sợ quá đến từ cái biểu ngữ như vậy à? Nó biểu ngữ nó còn thường thôi. Biểu ngữ bắt, nó có cái gì đâu. Bắt bố nó mà nó mới có biểu ngữ là mày. Một cái nhà nước mà đi sợ một cái tờ biểu ngữ đi bắt một người mẹ mà một đứa con thơ như vậy. Trình chị Huy chưa cho chồng con người ta vô gặp thì chú. Trình gì lâu quá vậy? Nãy giờ hết 5-60 phút rồi. Mẹ có là mẹ không trả lời cho người ta nè. Phải nhờ cho con bé nó chờ mẹ đã nãy giờ nè. Nó nhớ mẹ nó đâu có một. Yêu cầu cho bé gặp mẹ. Mấy chú ở đây là buồn nhìn thấy tượng đá. Ủa? Không có ai vô Trình chị Huy nãy giờ. Người ta không có à? Con, người ta không có cháu. Cái nô nít của người ta nó bịt rồi. Các chú có thể nhìn thấy có đứa trẻ con này nó tha mẹ đó bây giờ bắt giữ mẹ nó các chú nhìn lại xem. Bây giờ này nó vẫn chưa ngủ được. Các anh có nhìn đến được không? Cái lương tâm của anh bây giờ các anh nhìn nhận lại xem nào. Còn một chút lương tâm nào không? Con người ta này mới có tuổi đầu này. Nhìn này, nó còn thiếu dinh dưỡng nữa. Kệ cha nó chứ. Kệ nó. Cái chế độ bạo chúa này nó tạo nên những cái tên thôi. Tởm lợm này. Yêu cầu cho bé gặp mẹ. Làm gì mà tình lâu rồi bác? Vậy nó vào nó bắt em viết bài tường trình em không chịu viết. Thế là sau một thời gian căng co với nó, thế là em cũng viết. Em viết là em và chồng tôi đang đi trên đường thì có một nhóm 5-6 người bắt tôi vào đây và bắt tôi viết bài tường trình. Tôi không biết viết cái gì cả. Lúc đó chồng tôi vào thì tôi yêu cầu cho gặp chồng tôi và con tôi xem có an toàn không, rồi nó không cho gặp. Sau đó là có một cái ông thấp, ông ấy luôn, ông mặt ông này hung dữ. Ông ấy bảo em không chịu ký thì ông ấy sẽ ép em. Bây giờ xe em đi, phải vân tay. Hay làm xe đây. Để. Ông ấy sẽ vân tay, ông ấy bắt em phải lăn vân tay. Thế là trong cái phòng đó thì có 5-6 người đã ép em mà lăn vân tay rồi. Là lần đầu tiên mình livestream, mình đang đi đòi chú mình, đòi em của con dâu của chú mình, tức là em họ mình. Đang ở phường phường 8 quận Gò Vấp. Công an bắt cóc nó tức là một đám mặc thường phục bắt cóc nó khi nó còn bé con, nó chưa đầy 2 tuổi. Đang còn đến tuổi đang tuổi bú. Mà bây giờ họ đang đóng cửa không cho cả bố cả mẹ cả con vào. Phản đối.
Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Yêu cầu thả người. Thả người. Yêu cầu thả người. Thả người. Yêu cầu thả người. Thả người. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Không thể nhanh nữa, nó kéo quân đến đây nữa thì khổ đấy đó. Được này, được vô đây. À vô đi. Không, 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 không. Không có một cái chế độ nào mà bắt giữ một người phụ nữ đang nuôi con nhỏ, không có một cái gì là không vi phạm luật pháp cái gì cả. Họ không có làm một cái gì vi phạm pháp luật cả. Không có một thứ này nền pháp luật nào mà nó không phạm. Về cái tờ biểu ngữ nó trưng lên, nó thương bố chồng nó yêu cầu trả thẻ bố chồng nó chứ làm gì đâu. Vấn đề là biểu ngữ không có vi phạm pháp luật. Thì đó, không có cái luật nào cấm luôn á. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Yêu cầu thả người. Yêu cầu thả người. 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 Thả người. Châu. Mình không kêu mẹ xóa được nghe được. Xóa nghe được đấy, nghe được. Dội nghe được. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Yêu cầu thả người. Yêu cầu thả người. 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 Thả người. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối. Phản đối công an bắt người trái pháp luật. Phản đối.
Thằng nghe anh. Chú ơi, cho bé gặp bố chú. Cho gặp bé chú. Nó dạ man thật, con bé nó mới có tí tuổi này mà nó... Cho con, nó bảo gặp mẹ nó đi. Không, không biết. Toàn này nhỏ đồ công an là biết nó sống mà ra nó không. Mày vợ mày nó có bị đằng sau ở đây, mày cứ để đây luôn, mày khỏi đem về luôn. Nó có chết trong này, cứ để im trong này luôn, khỏi đem về. Thì đã yêu cầu cho thằng Hiếu vào rồi, yêu cầu thằng Hiếu vào để gặp vợ nó với cho con nó bú rồi, mà bọn này nó vẫn không chịu. Đó rồi. Đây kìa Phong. Đó là đây, cho nó ở đây. Quay phim đi. Có phải nó không? Đâu Xoan đâu. Biết là có nội gì không, trong không, có cái kỵ gì, kỵ gì. Xoan nó lên rồi anh. Có cầm điện thoại ra không? Nó phải trẻ hai cái điện thoại. Lại điện thoại. Điện thoại đâu em? Lại điện thoại. Điện thoại em không đem đi. Không, điện thoại của anh. Nó lại điện thoại của anh. Trả điện thoại mới về, còn không trả điện thoại mới về. Đó, con giữ cái thằng đen rồi đập. Đó, cái thằng áo đen đó. Thằng đen đó, thằng đập. Đập anh hả? Ừ, thằng đó, thằng đó. Nó có đừng đến con anh, con đập. Đợi chúng nó đập. Bây giờ cứ đòi điện thoại này không về. Lúc thế này anh bông con là... Bây giờ không có thì vô trong kia đòi điện thoại bằng được thì mới về. Phải trả tài sản. Trả lại tài sản. Trả lại tài sản. Trả lại tài sản. Ăn cướp à? Muốn ăn cướp điện thoại của người ta hả? Trả lại tài sản này. Phản đối công an. Mày sao đứng ở đây lấy cái điện thoại đừng với mày. Không phải không đen, nhất định lấy cái điện thoại với mày. Cứ đứng yên trong đây lấy được cái điện thoại với mày. Vâng, các bạn thấy ăn cướp à? Không có thì đi vô trong kia đòi. Yêu cầu trả tài sản. Trả tài sản cho người ta đi. Cái anh trả điện thoại cho tôi đi. Trả điện thoại với mày, còn không thì nói cứ đứng im trong đấy cho tao. Để tụi mày. Sao lấy cái điện thoại? Công an ăn cướp hả? Công an ăn cướp điện thoại hả? Bắt người nó thiếu văn minh, bắt trước mặt trẻ em, bắt trước, giật nó trước tay. Người ta đi in cái biểu ngữ đấy, có phạm pháp đâu. Nếu mà phạm pháp thì bắt nó làm gì? In cái gì cũng thế chứ, nói chung là vô nhân đạo. Vậy là thiếu mà nó không có. Không có mẹ nó không ngủ được luôn. Giờ này nó do cho bố người ta chứ có cái gì đâu mà phải bắt. Nghiệp như này không có mẹ nó không ngủ được. Để làm thì làm đúng luật chứ làm mà chẳng thấy đúng luật tí nào hết. Đưa luật ra mà đéo gì đúng luật. Bắt ông nó chưa đã rồi lại bây giờ là bắt cả mẹ nó. Bắt mẹ nó chứ không có luật. Vô nhân tính. Đó, có, ngay cái phường này. Cái gì chứ đặc biệt phải cần thiết. Đây có phải trụ sở phường không nhỉ? Công an phường. Đây là lần đầu tiên mình livestream, mình đang đi đòi chú mình, đòi em của con dâu của chú mình, tức là em họ mình. Đang ở phường 8, quận Gò Vấp. Công an bắt cóc nó, tức là một đám mặc thường phục bắt cóc nó khi nó còn bé con nó chưa đầy 2 tuổi. Đang còn đến tuổi, đang tuổi bú. Mà bây giờ họ đang đóng cửa không cho cả bố cả mẹ cả con vào. Quay cái thằng kia kìa.
quay bao giờ dám tung lên mạng nào, quay xong về lại xóa. À, bọn âm binh. Làm gì, âm binh đủ đinh. Cái thằng áo đen lúc nãy đánh em. Yêu cầu công an thả người. Cho cháu bé vào gặp mẹ đó kìa. Nhờ mở cửa cho. Yêu cầu cho bé gặp mẹ. Yêu cầu cho bé gặp mẹ. Bây giờ đang chờ ai nữa?